không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh qua đây nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu về. Trời Việt xanh hàng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi tình đàn chiến sĩ nơi quê nhà. Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Ninh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nhã Quyên xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Nhã Quyên kính chào chú. Chào cô, Nhã Quyên thân mến, thưa cô khỏe không? Dạ, Nhã Quyên khỏe thưa chú. Đó cả mấy năm rồi cô à? Dạ. Mấy năm tôi mới làm việc lại với cô, người đi còn có lúc về. Thời gian hôm nay là ngày thứ 77 trong niên lịch của năm 2017 thưa cô. Chúng ta còn 288 ngày nữa sẽ đón mừng năm mới. Tuần thứ ba có nhiều hoạt động văn hóa lịch sử diễn ra bên đi biển và bên nỡ biển. Bên đi biển ngày hôm qua có ngày lễ Thánh Patrick là lễ hội truyền thống của sắc dân Ái Nhĩ Lan tại Hoa Kỳ. Không biết người Ái Nhĩ Lan có đông bằng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hay không, nhưng lịch của Hoa Kỳ đã dành cho họ một ngày đặc biệt tưởng nhớ đến vị thánh của người họ. Đặc biệt là người Ái Nhĩ Lan rất là đông ở trên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Bên nơ biển nửa vòng trái đất ra tuần này có ngày 14 tháng 3. Người ta cũng nhắc đến tên tội đồ dân tộc Lê Đức Anh và trận hải chiến Gạc Ma. Thủ phạm tiếp tay Trung Cộng chính là Đại tướng Lê Đức Anh, khi ấy giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Kẻ đã ra lệnh cho bộ đội Việt Nam không được nổ súng chống lại bọn giặc xâm lăng. Gạc Ma thuộc hướng đông của nước Việt Nam, hướng mặt trời mọc. Nhưng ngày hôm nay Việt Nam đang mất hướng. Đảng Cộng sản chỉ có một hướng duy nhất là giết cả triệu người để thiết lập cai trị với chủ nghĩa Cộng sản trên mảnh đất thân yêu Việt Nam. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, từ đời cha đến đời ông, đã cảm nghiệm được điều này. Xin gửi lời chào đến người đã sáng lập ra Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc, là ông Đỗ Văn Tuyển. Thưa đấy, ông Đỗ Văn Tuyển nghe được tôi à? Vâng ạ. Tôi xin gửi lời chào. Xin gửi lời chào đến ông thưa ông. Vâng, xin kính chào ông. Tôi rất vui mừng khi gửi tới nói việc trực tiếp để nói chuyện với đại. Thì cũng xin kính chào ban của radio Sài Gòn Đà Nẵng, kính chào ông Phan Đình Minh,
xin chào các quý khán giả ở trong nước và hải ngoại của Việt Nam. Và qua đài cho tôi gửi thân lời thân mến tới tất cả các bạn từ chương trình của tôi ở trại phim cải tạo Kim Cương 1, Kim Cương và trại Phong Quang những năm 1965-1974. Và trên tôi là Đỗ Văn Tuyển, sinh năm 1938. Dạ, cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đã nói một phần nào tôi đang tính tôi hỏi là ông giới thiệu ông là ai được không, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ đề cập đến ông là người đã sáng lập ra Đảng Việt Nam Liên minh Phục Quốc, và có rất nhiều liên hệ của ông cũng như người thân sinh của ông. Trước hết cho tôi xin được hỏi là hiện tại ông đang ở đâu? Hiện tại ông đang ở đâu thưa ông Đỗ Văn Tuyển? Dạ, tôi đang ở nhà đây. Tôi đang ở quê, ở tại thôn Thông Độc, xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ông đang ở tỉnh Hải Dương, dạ, ông đang ở nhà thì chắc chắn ông đang ở nhà rồi. Tôi được thưa với ông trong phần mở đầu của câu chuyện ngày hôm nay, và trong tuần cách đây 2-3-4-5 ngày, tôi có nhắc đến ngày 14 tháng 3 tên Đại tướng Lê Đức Anh đã ra lệnh cấm cho người bộ đội Việt Nam, lính Việt Nam không được bắn lại giặc tàu xâm lăng. Giặc tàu đã giết, theo như bản tin chúng tôi đọc được, đã giết 64 người chiến sĩ anh hùng của quân đội Việt Nam. Ông có điều suy nghĩ gì khi ông là một người tranh đấu cho dân chủ, cho tự do, cho nhân quyền? Ông có điều suy nghĩ gì về điều này, thưa ông Đỗ Văn Tuyển? Vâng, thưa ông, quân nhân mà lấy mình đồng lộ đau thoát và chịu được với người dân Việt Nam chúng ta. Vì trải qua cũng là 40 năm lịch sử thì dân tộc Việt Nam ta luôn luôn là chiến lợi sinh. Mà cụ thể như chính phủ của Hồ Chí Minh lúc nào cũng nói là dân là anh Dũng Hoàng luôn luôn là quét sạch lại chung của các cường lực thế giới. Chính quyền Hồ Chí Minh đã từng nói chung dân là người ta là chính phủ dân là đánh hai đứa quốc nữ nhất luật pháp và đánh tin đồn sỏ thì thế giới xem là một quốc tế là như quốc nữ. Ý thế mà hàng 70 năm nay từ khi chính quyền Hồ Chí Minh thành lập 1945 về đây, tôi thấy rất bao nhiêu chúng nó người Việt Nam mà chúng đã là theo lời kêu gọi của Hồ Chí Minh là chống lại chân. Tôi như vậy tôi nhìn thấy rằng là hủy hoại tinh thần dân tộc. Tất cả là 64 chiến sĩ của Bảo Gạch Ma được lệnh chính là Trung ương Đảng và cũng lôi cực đang không cho nổi chúng và họ tự đảng quân chủ giết chết. Đấy là một điều tôi cho là đau thoát về sự lực và cũng là cái nơi được cảnh báo cho chúng ta thấy là cộng sản nhắm nguyên dịch của Trung Quốc. Thưa ông, đó là chuyện xảy ra cách đây mấy ngày và cách đây 27-28 năm gì đó, cộng trừ những chia tôi chưa làm. Tôi cũng có cái nỗi đau lòng như ông vậy. Năm 1974 cũng có cả hàng 60-70 người chiến sĩ oai hùng của Hải quân Việt Nam bỏ xác. Năm 1988 một lần nữa lập lại cũng bị bỏ xác vì giặc xâm lăng tàu. Bây giờ chúng ta nói chuyện xưa một chút đi. Ông có cái tâm tình ngày hôm nay ấy, ông có cái tâm tình ngày hôm nay ấy, và ông đã can đảm đứng ra thành lập Đảng Việt Nam Liên minh Phục Quốc hội. Tôi sẽ Phục Quốc không có chữ hội, tôi xin lỗi ông. Tôi sẽ đề cập sau, nhưng mà tôi muốn thưa với ông là ông cho tôi biết là thân sinh của ông là người đã gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng và là một trong những người rất là trung thành với Việt Nam Quốc dân Đảng. Ông đã cho tôi biết sự khốn nạn, sự đê hèn của Đảng Việt Minh lúc đó như thế nào đối với Việt Nam Quốc dân Đảng. Ông có thể nói lại một vài trường hợp tương tự về trường hợp của thân phụ của ông được hay không, thưa ông Đỗ Văn Tuyển? Dạ vâng, đấy là cái điều mà trước khi tôi mất, tôi
tôi rất là chăn trở và than thở, và cũng là cái điều rất là trân trọng, cũng là ấm ức trước khi ra đi. Năm mươi tôi mất 1985 khi ông bố tôi thọ 87 tuổi. Trong giờ phút lâm chung tôi có mặt, và thông qua cái vấn đề này thì có thể là dài dòng một tí tôi có thể là nói qua về chuyện tình gia đình của tôi. Tôi khẳng định rằng từ khi mà 1945 về đây, gia đình tôi là một đối tượng của cộng sản. Vì trải qua từ tôi qua như này mà vì 1940 bởi vì giới thiệu gia đình của tôi thì mà một gia đình kinh tế cũng là tạm thời ổn định ở quê hương. Cái gia đình tôi là truyền thống của người nhà học, bố tôi thì mà cũng cái nhà rồi về sau rồi học tốt lớn. Thì cho nên là khi tôi đi trở về thì bố tôi có lúc đó thực sự bố con mới được gặp nhau. Thì tôi cũng báo cáo là rất là may là tôi đi trở về thì 11 năm bố con mới được gặp nhau. Tôi như những cụ đi chín mất. Thì còn một trước kia thì bố con không mới khi được gặp nhau. Vì tai nạn dồn dập của bố tôi mà ngày thứ ấy tôi chưa nắm được, vừa không biết được nhưng chưa hiểu được. Đến khi mà tôi có đủ tinh thần đi từ về thì hai bố con mới phải để gặp nhau, thì bố tôi có trao đổi như thế này. 1940 thì bố tôi là đi học cái lớp thư ký bộ tịch ở Hải Dương. Thế thì lúc đó là chính quyền mà làm cho ra chính quyền của chúng tôi, tức là của triều đình cũ. Năm 1942 thì thầy tôi là có tham gia cái khóa họp trung ương đảng ở thị trấn ở làng Phương tỉnh Bình Hà, tại là bà cụ Lý Đông, mà có hai người con trong cái trung đảng đó là ông cả Lý và ông bà Thịnh. Thì đã đủ đi kịp. Thế thì tôi khóa học đó làm tôi năm là con 5 rồi. Thế thì đến năm 1942 thì trên mặt trận Vân Linh là có hòa hợp với quốc tương đảng. Làm thành một mặt trận Vân Linh để tương pháp. Pháp là đối tượng chiến đấu của quốc tương đảng. Vì phản đối. Thế thì kết hợp mặt trận Vân Linh cùng làm. Thế khi hòa hợp thì chính phủ thì lúc đó thì là có một số là trong chính quyền nhân tài thì là con ông tôi là ông Hồ Bân, thì cháu Hồ Bân thì lúc đó làm chủ tịch nhân thời của xã, thì ông tôi là quân đảng, nhưng mà cũng rất là không hay là nó với cố thì tôi chưa cho mà ám sát, nhưng mà đến 1946 thì ông lại chết. Thì lúc đó là tôi đồng ý chính là chuyển sang lên chính chuyển lên người ở Bình Xét làm chủ tịch. Thế thì lúc đó thì làm về với người phương pháp, thì lúc đó là có một số là làm vườn không là chống được về tuyên truyền góp này về dân. Thế thì là đến 1945 khi cướp chính quyền, thì mà tất cả các xã hội lên cướp đi chính quyền đi. Thì ông chất trưởng Đông Hà đến bây giờ đấy, trưởng Đông Hà với các Đông Hải, ông cũng dương cờ lên và không có chống cự gì cả và giao lại cho chống bạc. Nhưng rất là ngạc nhiên hay là những dự án tử hình để chứng minh. Cho nên cái đó là cái điều chăn trở mà chính là mối cơ vận dụng quan niệm là giết cả trẻ đồ hạ. Mà chúng ông ta là gì thế? Vì thế cho nên là tôi cũng không được hài lòng lắm. Nhưng đến 1946 thì cái tình hình như thế thì là cũng dùng công nhà cứng để mà phá cầu rồi mà phá đường để ngăn chặn pháp quay về. Nhưng cũng tôi có không hài lòng với vấn đề phá đình chùa để tránh cái nguy cơ của pháp. Bởi vì là gia đình ông cụ khoa học được khỏe mạnh thì trước tiên mới tôi làm đưa vật của tôi chứng chứa dọc ở Thanh Hà. Vì thế cho nên là 1947 thì mới được trụ tập cho nên là chỉ nên huyện để họp bản về đến Pháp. Thì thầy tôi có nói là nếu tôi có nói là đi họp ở cái thôn Thanh Năng Phúc Dũng mà bây giờ nó là xã Thanh Lý,
thì nó là giáp với Bát Trang của Thích Nam, giáp với lại Đại Đức Tam Kỳ, rồi công bệnh viện của Đô Tư Viện Kim Thành. Thì thế mà nó là ngã ba ngã tư sông của cái sông Thái Bình đi xuống của cựu ấy. Thế thì buổi chiều hôm đó học với nhau thì đến được tập trung nghỉ ngơi từ sáng hôm sau mà học. Khi đưa mùa mưa xảy ra một cái chuyện thật là lạc nhiên. Thì là tôi với tôi được người địa phương chuyển lên là mới ông một nơi để mà nghỉ. Để sáng hôm sau học, khi đưa mùa mưa nghỉ ở nhà trọ thì mà thấy có kiếm người đi đằng sau, mà nhà dân rất đất để bỏ lại mấy cái mắt cháo. Giáp được đường, cái cửa mắt cháo thì dần lên cây nó cũng cẩn, cho nên là nó nặng nó thấp xuống thì nhìn rõ con người bác bao tải. Còn là con người đi sau. Thì như tôi nghĩ là hay là nó ăn cộ cái gì đó, mà mình mang kiếm là những người đi dịch, có kiếm đoàn ở đây mà mới thương họ. Mà mới cộ cắt cái này thì rất là mang kiếm, cho nên nó cũng hồ hộp theo dõi. Thế thì mà suy nghĩ là thì mà lúc giờ mình bị bán, nên cụ ra thì cửa lúc đó nó không có cánh, nó đang mở nước cả gian, đánh rỗng. Thì cụ lấp nước sợi dịch ra đồng nhà đấy. Thế thì cứ chưa vào, thì mà thấy nhìn qua cái vườn, thì là thấy bên kia ra lên một cái đánh lửa, lúc giờ họ nước bằng nước hồng. Tức là bằng cái khánh xe rồi để rửa lá vào bồn nhiên cái thì nhìn rõ này. Hai ba người đang gần với cái bò cải, dọc xanh, thầy tôi nói là dọc xanh. Nhưng vụ mà cũng không hiểu ra sao cả thì như ngát như đến mình thì mình thấy nó vào đất mình được. Thì ra đằng vào nhà thì mà thấy nó chỉ thảo cho nó chết rồi. Mà nó rõ tin tôi biết thì nó chết rồi. Thì tôi có việc thì chúng ta lại bắt mình, mình thấy tôi trượt xuống cái dẫn cầu và lên ra ngoài bờ sông. Nó đơn giản là lên như thế. Thế khi mà ra bờ sông thì lúc đó khi mà đưa ngăn đường chiến an, tức là trong Bắc Trang thì lúc đó mới thấy rằng là đặt ở một cái bao tải, sợ cái con người ở cái bao tải, ông chẳng chìm chẳng nổi. Thì lên trượt xuống cái sau vượt đỉnh đầu như là cứ thế là đưa sang chiến an. Thế rồi mà tôi thấy mình nằm ạch lên nhìn mà sâu nữa. Thế rồi là mệt rồi mà nằm ngủ là giờ tôi biết tôi sáng ra thì thấy cái lực chạy đến cho nên là tôi nước sống sông này thì phiều lúc mới xuống thì sáng nó mới xuống cho nên là nó giảm lên nó giật mình dậy thì lúc đó mới biết là cái cano khác thì được tự đi ngược lên cầu đôi kia rồi là ông cũng đứng lên thì người ta cho là xuống kéo lên cano khỏi hàng. Thế là nói thì mình cũng lúc đó đi con đôi ra sông thì nó lại kẹt cho nên mặt ở Tây Cường. Thế nên mấy anh em người ta cho mình đi về lấy thuê. Khi về lấy thuê thì gặp lại người quen. Tức là một cái đi lên ngày xưa ta chỉ quen với bố tôi thôi. Thì tôi mới nói là tình hình như thế thì ta phải thuê thuê thì ta nói là việc mình nên biết. Thế nhưng mà cũng chưa tin. Nhưng mà tôi đi về đi nhàng hoàng thì cho nắm tin mẹ cho em. Thì thấy ở địa phương nói là như thế là cuộc họp để lệnh là bị đi đi giám việc của Pháp cho nó bảo lộ cho nên nó trình việc. Thưa ông Đỗ Văn Tuyển, việc ông nói như vậy, một phần nào tôi theo dõi câu chuyện của ông tôi hiểu được, tức là những người theo Việt Nam Quốc dân Đảng đã bị Đảng Việt Minh mà lúc đó cầm đầu là Hồ Chí Minh cho đi mò tôm. Chứ mò tôm ở trong miền Nam được học là và Hồ Chí Minh dạy là mổ bụng nó ra và nhét hòn gạch hòn đá vào đó, bỏ trong bao tải cho nó đi mò tôm. Tôi muốn hỏi ông là ông nói một phần nào gia đình ông là gia đình gọi như là địa chủ đi. Cái chủ là cần cơm nào đó chứ. Cơm nào đi. Cả cơm nào nó là một chính quyền tham gia chính quyền cũ thì gọi là cơm nào. Thế cho nên là lại là có cái chân cứ bên đảng. Thì lúc đó nó vẫn chưa biết được là cái chủ của Hồ Chí Minh này nó chưa được cứ bên đảng.
mà vẫn được của nhân dân về tiếp tục hợp tác đối với lời chính quyền Lâm Thành. Thế nhưng mà khi đó thì lúc đó là đặt bản cái vấn đề là pháp nó đánh lại dương lên xuống bây giờ đây xuống lên xuống gọt rồi thì là nó đang bản nguyên chí những người trí thức tức là người chúa tăng viên với tên chính pháp thì là lại thấy tôi rất là lo lắng cái vấn đề đó thì là ông cụ quyết định là mình đi tập trung mình nói lại bằng tổ chức lịch sử thôi. Tôi xin đưa gia đình đi nâng nạn. Cái năng tức là tấn công như là đạo hầm như vậy. Rồi là trả lại tài chính cho người ban lên thầu. Thế tôi vừa mới chưa xong thì là hôm đó là đến 1949. Thì là lúc đó là người ta đón và bắt mới tôi đưa sang sân Thái Bình là lần này chuyên đưa mình và quả nhiên là họ trói lại và họ đem đi đâu mới từ năm sau mà này có cả mưa ở đầu cũng như đi về trên đời lạc chết cho nên là nó gọi là đậu đậu không cho nên là dân về cái bình thừa liệt cái làng thừa liệt chứ đỗ rồi giờ bình như pháo đến bên thì là cho về nhà mà cây du thức mới được gọi là lễ mộng. Điên rồi rằng là những cái thằng du kích ấy là nó chỉ có mãi tới thôi, nó không có xúc phạm gì. Trong rồi có mấy cái năm mệt, nó ghét thì nó đói mệt thì nó ngủ trong chỗ đun trốn rồi. Trốn về nhà. Trốn thì cũng đã về nhà, đi về nhà người quen. Rồi bác bỏ lại bây giờ mà về là mới chết rồi vì mà nó đã đi tìm rồi. Và cái đồn nó đang tìm rồi, trong chỗ này, mâu quá rồi mình tìm trại. Nguyên truyền trải mưa sang mưa lạc đạc. Đến cái câu chuyện đưa mình lên thì cũng là các kinh hỏi thì là em truyền trải mắt nhằm thương của con trải. Trẻ giấy. Thế thì khi đi vào giấy đưa những đường vàng á. Thường thường là lúc đó đi lợi và để không đi lên tấn độc. Thì chuyện mà cũng không may là gặp được cái thằng cây quýt ở cái làng quýt trong làng vàng ấy thì nó chưa là trải. Thì tôi gọi là thầy trải. Cái thằng này thì người chưa chân vui thì người lại đi làm khuya thôi. Thế nên mà cũng gọi là thằng thì cái khinh nghiệt nó lên ít tuổi. Thế nên là nó gọi là cái cụ đi đâu đi. Thì xuống thôi, thì để nó chờ cho mình chờ với mẹ mày. Ông làm gì trên đây mà trên đây để mang chúng ta không có xét thì chết rồi. Khi mà mình gặp là đâu mới để mẹ ông chịu chạy. Thưa ông Đỗ Văn Tuyển, ông gia đình ông có bố ông và ông là những nhân chứng sống, là những nhân chứng sống về sự tàn ác, về động lực dã man của Việt Nam, không những tàn sát những người đi theo để chống Pháp, mà còn tàn sát giết đi, giết hết tất cả những người trong Việt Nam Quốc Dân Đảng. Bố ông nghĩ và ông nghĩ là chết là do trời chứ không phải con người, không phải con người giết được. Đã hơn hai lần bố ông bị án tử hình. Vâng. Khi bố ông chết, bố tôi có nói như thế. Như thế là từ cái ngày mà bắt đầu là công khai giết từ năm 49 cái đợt này trở đi đó. Thì như thế là bố tôi là như thế này. Bố án tử hình vậy. Bố án tử hình. Là thì vẫn mà bố là ngày giết không được. Mà đúng là thật mà có người chết làm không. Thế thì tôi chưa kể tiếp để nhìn thấy một cái lòng dạ của cộng sản tiêu diệt của dân đảng đến mức độ nào. Thế đó là sự thật. Xin công cứ về cho tôi, xin về cho tôi lỏi trong những cái tai nạn đó. Thì người ta người nói là người muốn là người bị giết thì không chết. Rồi lần cuối cùng là cải cách dân đất. Mà lạc thì thay cho nên bố tôi xin lời rồi. Ở giờ giết như chết thì còn người đi rồi không chết được. Thế thì tôi vẫn là tiện nhân để tôi sẽ kể lại tại sao mà quán thì mà lại sống. Những chuyện đó để cho chúng ta nhìn thấy và đó là sự thật. Khi về làm tôi biết người từ 70 giờ lên thì người có thể là được nghe và nhìn thấy làm cái gì đó và những người dưới mà vẫn được nghe người ta truyền lại. Một cái đạo cùng sẵn sàng từ chuyện của cộng sản đối với một quốc gia nào. Chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện mà chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện khác để vào những chi tiết về cuộc đời Quốc Dân Đảng của bố ông. Về bốn lần tử hình nhưng thoát chết của bố ông.
chúng ta sẽ có một cái cuộc nói chuyện chi tiết, nhưng mà bây giờ chúng ta nói tổng quát về gia đình của ông đi, đời cha đời con đi, với chúng ta nói chuyện đời cha rồi bây giờ nói chuyện sang đời con đi, đời đời của Đỗ Văn Tuyển đi. Đỗ Văn Tuyển bao nhiêu tuổi? Đỗ Văn Tuyển bao nhiêu tuổi khi Đỗ Văn Tuyển sáng lập Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc thưa ông? Ông bao nhiêu tuổi lúc đó? Vâng. Vâng ạ, cho nên lúc đó thì tôi là anh như vậy. Thì tôi cũng nói chuyện như thế này. Tôi là đấy, tôi xuất thân từ một gia đình như thế. Cho nên khi từ lên 12, 13 tuổi tôi đã nhìn thấy. Thì nên làm trái mà cũng chưa hiểu, chưa có lời giải đáp. Làm sao để cùng tất cả những bộ ứng xử được. Thì đến khi mà dần dần thì tôi là cũng là người ta cao hơn là lại là người được hưởng trực tiếp của cải cách ruộng đất. Trực tiếp cải cách ruộng đất. Tức là đến tận nhà tôi là tịch thu gia đình bố mẹ con tôi, bố tôi cũng bắt đi. Bố tôi đi từ là lý do thơ. Năm 1952, đến năm 54 thì là được về. Về bộ thứ 54 thì đến thông điều ra năm 55 rồi về thì là lại cứ bắt đi. Thì mà bởi vì chúng cả gia đình nhà tôi mà phải vào cho chúng tôi biết là ngày sau tôi phải chuyển về một nhà nông dân như chỗ khác, còn toàn bộ gia tài thì chưa hết. Lúc đó là nhà tôi cũng có 2-3 nhà gỗ rồi có một cái sân đập to, mà về sau này thì hợp tác xã địa chính người ta sử dụng như nhà cái sân của nhà tôi đó. Thì vì thế cho nên là tôi lại chúng tôi gia đình như thế thì lúc đó là thân lương với đẳng cấp cao vượt là con đi chủ lại là cửa nào cho nên đi họ. Lấy đi ra là tôi không hiểu tại sao cả, nhưng để bạn cùng học với mình. Mà tôi nhân hỏi mình sợ mình bây giờ lo dị nghị. Ví dụ thế, tên bạn của mình cũng rất là khó chịu. Rồi dần dần thầy giáo, ông thiết, cũng như là giúp đỡ mình là người mà rất rất là dễ dàng. Và một cái vẻ này nó lại lần. Cho nên là tôi rất là khó chịu, mà ngay như là bộ đến đi. Đầu tiên như là cái gì, tôi đang có cái cơm nào. Thì nó họp cho cái buổi diễn ra bên khi lên cấp 2 năm 1958-61 thì đi là từ đó tuyển công thì trường cấp 2 huyện Thanh Hà thì chính thầy Hào hỏi tôi là người Nga làm viện trưởng cho tôi lắm mà tôi nói đây là nếu như thầy Hào là thành khấn thì đã biết là tôi vào cao hơn lại thế thì như vậy là cái đoàn nó đuổi vì là cũng không bỏ học thế thì mình học thì tôi là đi về thì mới bị tương lạng thì chúng nó nói mình không ra chỉ cả. Vì cái bố tôi đi tù, lại cả các bố đất án trung thân. Hiện là bố tôi đang tù ở Yên Bái, Trần Ngọc, rồi đi chuyển về đến Yên Thọ, Yên Hòa ở Phú Thọ. Thì lúc đó thì tôi hãy đi học, bố tôi đi tù. Cho nên là tự nhiên là tôi nhìn thấy lại tất cả những cái công việc từ khi đó mà cho đến khi tôi đã trưởng thành. Từ năm 1961 tôi sang cấp 3 Phú Thái, học trường cấp 3 Tuyên Thành. Mà vì cái ngày đó là Hải Dương mà những lượng của tôi trưởng cấp 3 Thanh Hà, Kim Thành, Kim Liên và Đinh Trường. Bốn lượng nó có một trưởng cấp 3 thì tôi sáng đạo. Thì tôi thì cứ lời chia tay của bố tôi đi. Mà thì bố tôi có tôi khóc nữa rồi mà đi thì bố tôi đã thật sự về đi mà học. Học thì tôi biết là thay đổi. Thì tôi nghĩ là không học thì không biết nào rồi. Thì phải đi về mà học. Học rồi biết hết. Thế thì bây giờ là tôi ham hở, tôi đã phát chư thế, vì tôi đó là gia đình. Tôi thì cũng nói mẹ tôi thôi, cũng như tôi là hai mẹ con thôi. Còn chị gái như lấy chồng. Nữa là mà, ông chị nhà tôi là bà vợ. Bà thứ ba thì chết còn không chứ tôi pháp. Bà thứ hai thì bà cụ này rất con về mà cậu ở. Không ở lại. Cho nên là mẹ con tôi chịu cái thứ khổ của tôi. Thì về chủ đấy, nói phát như nhau đi học. Thế thì lúc đó là những cái lúc mà năm 1958 mà hợp tác xã nông nghiệp nó là đối với những cái mùi ở đầu tiên để tôi đứng ra tổ chức. Thế nên mình chuyên vào tác xã nông nghiệp, chứ mà không phải đâu đâu. Thế mà tôi cho vị trí vào đâu. Thế nên là ký lại là gia đình anh Đỗ Văn Tuyển, đó là gia đình sau khi ngủ cái xã Tân An và tác xã nông nghiệp. Thế nên lúc đó thì tôi bảo nếu như là mà không làm thì thầy giáo đường học. Tôi đi mà phải xin vị trí của người bạn chứng nhận như thế thì nên tôi là không đi đại học. Nhưng mà cấp ba thì tôi nhìn thấy rất là đạo sáng xã thì tôi không biết là người nông dân chạy từ của dân khổ chia nhau với hai chút trẻ con để sức người lớn và người mẹ về đánh từng người con lao động lương từ mức mà 6-7 lạng thóc tiêu một công dần dần tiến đến 3 lạng. Mà lúc đó thu được bao nhiêu
để người nông dân là không có cả cái chuyến đó mà trong làm cái gì trong gian gì tự nhiên không như thế nào cả. Nếu như mà anh mà có con gà anh làm thịt anh không bán đi chẳng hạn thì nó là gia đình anh chi phí có anh có thể vẫn giữ được nhưng cái phi pháp như là vàng bạc hoặc là thách lúa ăn trộm thì cái bên mình nó là chỉ là một cái chuyện ăn dùng lẫn lộn rồi những người đàn bà đi làm đến là phải bất cả những hạt thóc nắm thóc cho một thứ để mang về quả sinh ra con người sinh ra tổn thất đi với lãnh đạo một cái dấu như một hai nắm để về đất từ ruộng của mình thì nhìn thấy những cái chuyện một ngày đi xuống thì tôi nghiên cứu lại cái cuộc chiến tranh phương pháp giết bao nhiêu lần rồi thì tôi cứ trở qua lần xem tôi cam đoan từ 1954 về trước 1947 làng nào cái con người bị việc đi bị việc đi ăn khác tức là như bây giờ thì nó gọi là khủng bố trong đêm đó lăng đường ra mà giết người sùng hoặc là chôn gì thế nào đó không có cái làng nào mà không có một đến ba người nó như làng tôi nhỏ bé với ba người đó là ông Khánh Kim ông Tạm Thể rồi là ông Lưu Văn Chuồng nhưng một làng tôi năm 53 năm 1947 đến 1954 là đã ba người bị ám sát chưa kể cái chết tử như người tôi nói như thế thì như vậy này tôi nói là một cuộc hành công của cộng sản mà một máu của người dân vô tội tức là vô tội thì không có bản án nhưng chúng tôi bị bắt ra tòa thì tôi cho đó là nguyên tập lý do về cuộc việc anh thôi cho mọi người biết tội của tôi là thế nào. Nhưng những người tôi thì chết ân thần bên tiếng như tôi vừa nói thì như vậy là tôi thấy nó trả nát giá nhưng mà nát giá mang đến như thế mà đến bây giờ người dân lại đi kiếm cổ không đi cả những cái giai đoạn cái chế độ khác mà không từ chối thì tôi không phải gia đình tôi giàu có mà tôi cũng giỏi đâu cho nên những người ăn người nào của gia đình tôi làm tôi không có lỗi được như thế là vì một công việc cũng được ba đứa khóc mong rồi cho vợ con đi chết mẹ chứ cần phải đi mỗi người bị dẫn dạy được rồi mà chẳng hãi anh cứ mà đi mà lên đến bây giờ lại thảm hại đến bây giờ thì nhiều nhân dân được vài thảo luận chia của chúng tôi xong thì đến 1958 lại bắt đầu cả bữa cơm thanh xuân và tất cả tay trắng tất cả những cái nhà cửa như cửa nhà chúng tôi chia cho nhưng mà tôi là chia thứ ba người thì cũng không rõ là bao nhiêu chứ đừng họ lại chúng bỏ lại thưa ông Đỗ Văn Tuyển Tôi chỉ xin tổng kết một cái phần nào tôi nghe được qua câu chuyện mấy chục phút từ lúc ông đến với chương trình Từ Cánh Vào Mây tới bây giờ. Cái điều ông nói ấy, chắc chắn là nó là sự thật rồi, nhưng mà tôi xin xác nhận lại, tức là cái sự ác độc của Đảng Cộng sản nó bắt đầu ngay từ hồi Đảng Việt Minh. Mà ông là người nhân chứng sống bây giờ để nói lại tất cả những cái điều này, tôi muốn hỏi ông là khi ông sáng lập cái Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc ấy, thì cái năm đó là năm nào bố ông có bằng lòng cho ông làm chuyện này hay không, và ông có bao nhiêu đồng chí và ông đi bị tù bao nhiêu năm thưa ông thưa ông Đỗ Văn Tuyển? Dạ bắt ông là tôi tổ chức thì tôi hái cái chân nhà tù thế ạ. Thì tôi được thành lập 1962 thì đến 1964 thì như là tay cộng sản dự án tôi là có 10 người thì 6 người từ dự án, 2 người thì cảnh cáo và quản lý địa phương, còn hai người thì giáo dục. Thế là vụ án tôi là xử vào ngày 30 tháng 5 năm 1965 tại cà phê Thái. Tôi trong những giai đoạn là xử án tôi bố tôi đi lúc tôi về thì tôi đi bắt thì bố tôi là 1964 tháng 2 năm 64 thì bố tôi là được về, tôi lại đi tự về. Thì đến tháng 5 năm 64 tức là 1 tháng 5 năm 64 thì tôi bị bắt. Thì trong những giai đoạn nếu tôi mà tôi không kịp bố tôi không kịp biết cả mà công việc bí mật này thì khi tôi làm thì tôi không có tôi bố tôi biết cho nên là biết đi thì về thì bố con nó có thể hàn như vậy được, còn từ khi đó thì không có thời gian mà tôi ở Giang Thái chứ không ở nhà. Thì nhà tôi đến trường là 30 cây. Thế cho nên là việc thành lập này thì bố tôi không biết. Tôi thành lập tôi đang sống 2 năm.
Nhưng mà cá nhân như thế nên là cái công việc này là tôi không hiểu biết gì cái việc mà tôi tổ chức cả. Đã. Nghĩa là từ trước là vì chúng tôi muốn là quay lại phục hồi đất nước Việt Nam như thế. Tức là lúc đó là lúc là mới muốn bây giờ trình độ hàng nhập về chính trị về xã hội, cho nên là chỉ công nhận là giành giật lại cho nhân dân được như thế. À. Thế cho nên là mới mà trước dân bản anh thì chúng tôi mới đi liên minh, tức là mong mỏi cho kết hợp với tất cả những tổ chức khác của trong nước để đánh đổ nước Việt mang lại tổ quốc như trước. Đấy là cũng của cái giai đoạn chúng tôi thường là Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc của ông đã hoạt động được những gì, đã làm được những gì trước khi bị bắt và trước khi cả 10 người bị ra tòa? Vâng, chúng tổ chức của chúng tôi thì chưa làm được gì cả. Chúng tôi đang còn đang giai đoạn bí mật để kết tiền mạc tất cả những thành viên, và có một số những cái văn thư, tức là nó thuộc về thư, về văn, về từ xác nhận để bạch kết độ ra. Thì là lúc đó là hoạt động như thế thì chưa có một cái vũ khí gì trong tay cả. Thì đối tượng là đã bị phát hiện bắt. Ông bị đi tù bao nhiêu năm thưa ông Đỗ Văn Tuyển? Tôi tù là 10 năm 2 tháng, phần án thì 15 năm. Chỉ do ông Nguyễn Văn Sự để tránh án, ông tôn tố huyện đi cảnh. Và chủ tôi là Mai Hoa Thị Thái thì 15 năm tù và 5 năm tước quyền nhân dân. Tôi tù là 10 năm 2 tháng thì vậy. Cuộc đời của ông, nếu theo dõi câu chuyện, tôi được biết ông gần đây thôi, tôi xin phép được chia làm hai phần của cuộc đời, nói cho nó gần đây đi. Những cái câu chuyện trước năm 1975 đó là thuộc về cuộc đời ông ở phía miền Bắc. Sau năm 1975, người ta bảo anh em bốn bể một nhà, thống nhất đất nước hai miền, hai miền. Ông có cái nhận xét gì về 75 trước cuộc đời của ông miền Bắc? Và sau này tôi không biết ông đã được vào trong miền Nam để nhìn thấy ánh sáng miền Nam hay chưa? Dạ, nhưng mà khi giải phóng dạ, tôi... là tôi không được may mắn ấy. Vì năm 1955, thì năm 1954 thì tôi được về. Tôi đã có người muốn là để đưa đi. Thì chính là tôi lẽ ra mà sinh hoạt thì cũng là được may mắn lên. Thế nhưng mà khi bố tôi đi từ về năm ấy thì nó quản thúc mạnh lắm ấy ạ. Ăn sáng nặng rồi con tốn rồi về ra đi ngủ. Thế nên không thể đi được. Dẫu đi được một nhân dân thì được. Thì tôi phải tốt được, nhưng mà lại biết là tôi nữa. Cho nên là cuối cùng lần trần tôi không đi được. Hay trở lại. Thế đấy với mình thấy con bố tuy rằng là không ở Việt Nam. Thế nhưng mà lúc đó thì loa đài và thông tin cũng có, nhưng mà qua những cái dịch của miền Bắc họ sớm thoát trở về thì tôi đang nhìn thấy rõ nhân dân và chính quyền Việt Nam chúng ta như thế nào rồi. Thì rất tiếc là đúng là một trời dịch, nhưng mà tôi chỉ được nhìn thấy cái gì người ta về là mang từ cái không thiên đạo, rồi mang con búp bê, rồi mang những cái đài những cái radio của những cái chi là những cái người mà về mà người ta kể rằng người mang viên rồi người tất cả những người bộ đội họ thứ hết thì chúng tôi bây giờ thì giúp đỡ biết là mình Việt Nam là như thế nào. Vì người ta nói là này xe đạp xe máy như để ngồi chung để chúng ta thế nhưng chúng tôi mới nói cho chúng mặc cái đấy đây rồi người chúng tôi làm cái xe đạp mà đi rồi kiếm thuế cho mình. Nên tôi chỉ hiểu qua tất cả những đường đường đó và họ mới được thừa nhận là Việt Nam là kinh tế vĩ đại. Nhưng mà ví dụ người ta là giải thấy nó vì là nó mà người ta tuyên truyền mà vì là ăn được thừa cái cạnh của nước Mỹ của tư bản của như thế thành thử ra là tất cả những người đó như là những người dân người ta vẫn là chỉ hào hứng chỗ này không tiếc cả về được với gia đình. Cái đấy là cái mà người ta thích nhất thôi. Chứ tôi đang trả quan tâm gì đến cái đối pháp miền Bắc mà trả quan tâm gì đến tôi vững mạnh cho người dân cả. Còn tôi thì là có những cái chú như pháp. Thì nói là trả cái nói thì như tôi họ đã khơi lại lên cho mình thấy được.
Mình biết được tôi vào thế nào? Ông không được tiếp cận với những điều mới sau năm 1975. Nhưng chắc chắn ông biết, thời của ông với thời của tôi, ông lớn tuổi hơn tôi, ông biết. Được. Gia đình tôi may mắn hơn được. Ông, gia đình ông, vì ông vừa mới nói bố ông phải được. Như thế nào, ông đã không di cư vào trong Nam được. Chỉ được. Có trong mấy tháng sau ngày Hiệp định Ba Lê hay là Hiệp định Geneva, Hiệp định Geneva. Sau ngày 20 tháng 7, tháng 11 thôi, đã có 1 triệu người, đã có hơn 1 triệu người miền Bắc di cư vào trong miền Nam, tìm ánh sáng miền Nam mà. Vâng. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 1977, đã có gần 7 triệu người miền Bắc di cư vào trong miền Nam để nhìn thấy ánh sáng miền Nam mà. Vâng. Tất cả những điều tôi đang nói, tôi đang nói với ông ấy. Tôi với ông là người Việt Nam không cần phải tuyên truyền đâu. Vâng, đúng rồi. Cái thông tin đấy thì báo cáo với ông là tôi cũng được biết, vì đi từ lúc tôi về thì đã cũng có những ông là đã đi rồi. Cái vụ ông Trần Văn Lưu từ nhà ngày phòng rằng là vượt biển đi vào đó đấy, ông Trần Văn Lưu, là ông cũng cùng với tôi đấy. Thế là còn những ông như là Nguyễn Đi Thiện này là Trần Phúc Định, người ta cũng là chú ở chú tôi cả, là Thanh Quang ở chú tôi cả đấy. Thì thông qua những thông tin trao đổi, thế rồi là lúc đó là chúng tôi đã có điều kiện như được trên radio của Pháp, cho nên là của Pháp, cho nên cứ mở đài Pháp, nên là đài ngay như bây giờ tôi vẫn cứ theo dõi đã là chứng minh rồi mà ép đến của Pháp đấy. Vì thế mới nắm được chuẩn bị lên cái tầm này, mình ở chỗ này nó hẻo lánh lắm, mà mình thông tin không có, nhưng rồi mà mình lại được già, nhưng rồi mà nói chung là bao nhiêu ngày khó khăn chèn ép, cho nên mà cũng thiếu thốn đói thì không đói nhưng mà khổ lắm. Ban ngày thì làm một việc tối thì làm chạy miếng cái chân đò để kiếm sống. Bây giờ thì thế này tuổi đã già rồi thì tôi dừng lại thôi, chứ còn chúng em nói chung là bị bẻ rất là nhiều. Tôi không được thuận lợi như những người dân khác, vì tôi xuất thân trong thế rồi tôi lại đi từ về, cho nên mà tôi gặp rất là khó khăn trong cái đời sinh hoạt làm ăn. Nhưng mà tôi lại rất là may mắn là từ năm 1990 ở đây thì là nó lại có những cái phần để mình dạy, tức là tôi con hát thì soi máu thì tôi mới cảm thông về đến đó là phục. Cho nên là thông cảm, rồi mà có bạn bè cũng gặp nhau như là người dạy chức sắc tướng, người ta như vậy, hoặc là thì là anh em gặp nhau như chưa tình trạng. Thưa ông, thưa ông Đỗ Văn Tuyển, không thể quan tâm gì như thế nữa. Dạ, thưa ông Đỗ Văn Tuyển, phần nào chúng ta nói chuyện được cuộc đời của ông cũng như của bố ông rồi. Chúng ta bắt đầu chương trình bằng sự khốn nạn của tên Tổng trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh. Và bây giờ chúng ta cũng đã gần gò hết giờ, chúng ta nói đến chuyện ông trả lời ngắn, chúng ta không còn nhiều giờ đâu. Mà tôi chắc chắn là tôi xin phép để dùng cái chữ của ông là ngày xưa bố mẹ ông đánh Pháp với ba mục tiêu: dân độc lập, dân quyền tự do, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Bây giờ ông, tôi nghĩ là trong lòng ông cũng đang muốn đánh Đảng Cộng sản để có được cái ba mục tiêu đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Ông ở trong nước bây giờ ông nghe, bây giờ ở trong nước ông nghe, bây giờ ở trong nước ông nghe đó, tàu nó ở hết mọi nơi rồi, tàu nó ở hết mọi nơi rồi. Ông có sợ mất nước không? Ông có sợ mất nước Việt Nam với tàu không? Tôi vẫn cứ hy vọng là người dân Việt Nam không để đi cho tàu ở vào thì cộng sản mà nó cũng phải không thể thống nhất với nhau để bán nước một cái trắng trợn như vậy, nếu nó có một sợ lịch sử. Cho nên là tôi không hiểu được của tàu nhìn không thể thống nhất với nhau thì cũng không thể nào mà là xin được Việt Nam ta được. Bởi vì chúng ta là được quá cái nước thì con cháu của chúng ta nó cũng không còn coi cộng sản đâu, không còn coi cái chính quyền cộng sản đâu, vì nó đâu chúng nó là coi thường lắm. Bởi vì bây giờ thân nhân đến thì cái tinh thần dân tộc quật khởi với nước giả
để giúp sự ủng hộ của nước ngoài, bây giờ là sự can thiệp của dư luận, thì tôi tin rằng nó chỉ là trước mắt thôi, chứ còn không thể nào mà có thể là xâm chiếm Việt Nam ta được. Nhưng người dân tin rằng như thế, nhưng mà không biết là nó đến được giờ nào, nhưng mà chắc chắn như thế. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi rất được vui được nói chuyện với người sáng lập Đảng Việt Nam Liên Minh Phục Quốc, thưa ông. Chúng tôi trọng quý ông lắm. Tôi dành lại cho ông một hai phút nữa. Ông có điều gì ông muốn nói với tất cả những người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước về tinh thần yêu nước Việt Nam của ông bao nhiêu năm? Ông nói đi trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa ông. Vâng. Và sau đây tất cả các quý vị Việt Nam, nhân dân Việt Nam ở trong nước cũng như là hải ngoại, nhưng chung là không thể một mình tôi mà tất cả các vị cũng có lòng sức khỏe yêu nước, thì đó là cái bản chất của người Việt Nam và cái nhân tính của người Việt Nam là nước nào cũng như thế. Thế thì như vậy là chúng tôi mà có là phản đối chính quyền khi mà nó chưa nổi lửa, thành ra mà bị thất bại, bây giờ là bị đánh cây từ nhiều năm. Tôi rất hy vọng lớp trẻ và tất cả chúng ta, kể cả tôi, trước khi chi tiết chúng ta đều phải tập trung vào để đòi nhà cầm quyền này trả lại tự do chính quyền cho năm người kích thước của công dân Việt Nam, của con mặt xã hội, và để tập trung là đánh đuổi lại cho không thể để, nên là nó đưa họ nằm lại xuyên giải của cầm quyền như thế bên cả. Thì tôi tin chắc chắn rằng là chính quyền cộng sản sẽ đổ, vì một ngày mà thể hiện sự ăn nước cho tàu, lệ thuộc cho tàu, lệ thuộc một cái quá to việc thì không thể người dưới được ai nữa, và với tinh thần cực cường của dân tộc, tôi tin chắc một cái rất là rõ ràng rằng chính quyền cộng sản sẽ đổ và tàu sẽ không thể xâm lược đến với chúng ta được. Đấy là một cái lời cuối cùng, và tôi rất mong là chúng ta đoàn kết, rất đoàn kết và khứng khí nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau để lấy một cái sức mạnh của thế đại của dân tộc. Chính như vậy thì chúng ta từ trước đến nay chưa thể tự nâng được một cái mình lặng. Đây là ý kiến của tôi. Thế giờ chúng ta một lần nữa là tôi cũng xin cảm ơn Đài. Tuy được nói hết, chưa thể nói hết được thế nào là cải thống dân đất, thế nào là những người ăn khách tiêu diệt của chúng đảng, thế nào là những cái đối với dân tù khó khăn của chúng tôi. Thì xin các quý vị trả là tất cả những người bạn những năm từ với chúng tôi và những người thực tế còn sống những lý tưởng vận động dân dạng thì sẽ biết thêm. Thưa ông Đỗ Văn Chuẩn, chúng ta sẽ có một chương trình khác. Chúng ta sẽ có một chương trình khác để cho ông nói về sự độc ác của Việt Minh đối với quốc dân đảng cũng như gia đình ông. Như những điều ông tâm tình đây này. Tương lai Việt Nam sẽ có cách để đến. Tương lai Việt Nam sẽ có cách để đến cho dù Đảng Cộng sản nó có muốn hay không, vì những sai lầm về chủ nghĩa đưa đến chính sách khinh miệt toàn dân, vì khủng hoảng kinh tế gây ra bởi một tập đoàn bất tài tham nhũng, và vì khát vọng dân chủ của toàn dân. Dân nghèo đói nơi quá, dân nghèo đói sẽ vùng lên với ý chí không còn gì để mất. Tầng lớp cầm quyền chia rẽ sâu xé nhau nên không còn toàn tâm toàn ý thống nhất cùng nhau diệt dân, lại thêm không còn sự hào hơi tiếp sức của tàu bên ngoài. Nhiều nói chắc chắn chế độ này lúc này đến độ chỉ cần một lực lượng nào đó biết chớp thời cơ lãnh đạo dân chúng ấy nhẹ một cái là tự nhiên nó sẽ sụp như ngày 19 tháng 8 năm 1945. Ông và tôi chờ mãi, ông và tôi mong mãi nhân dân ấm no nước thái bình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Tuyển, người sáng lập ra Đảng Liên Minh Phục Quốc, đã thức rất khuya tại xứ Hải Dương bao nhiêu năm từ ngày sinh ra cho tới bây giờ để nhìn thấy sự thật của Đảng Cộng sản và nói về sự thật này. Chúng tôi cầu chúc ông thật nhiều an lành, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ có một chương trình khác để cho ông tâm tình về những điều ông muốn nói. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn những vị đã giúp cho cây mùa xuân dầu rằng đến trễ. Ông bà Võ Sư Nguyễn Tiên Hóa, ông bà Nguyễn Kinh Luân, ông bà Phong Hạnh, ông bà Thanh Ngô và ông bà Vũ Kim Liên
Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn lòng tốt của quý vị đối với những anh em phong trào dân chủ ở trong nước. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nhã Quyên, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Đài Radio 1600 đã phát thanh chương trình này đi trực tiếp đi toàn cầu, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt ông Đỗ Văn Tuyển. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Ninh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Ninh và nhà dân chủ Đỗ Văn Tuyển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui, sẽ bay về dừng lại mùa vui, sẽ bay về.